Xin chào anh chị nhé. Hiện tại tôi đang đứng ở đây là một con đường liên huyện. Đường này thì người dân ở đây người ta gọi là đường tránh trạm thu phí. Vì ở bên quốc lộ 14 của chúng ta ấy, là nó có một cái trạm thu phí BOT. Thì rất là nhiều cái xe lớn cũng như là container, người ta thường xuyên người ta tránh cái trạm thu phí, người ta đi qua đường này. Thì người dân ở đây người ta hay nói con đường này là đường tránh trạm thu phí. Nhưng cái đường này tiêu chuẩn của nó là đường liên huyện anh chị nhé. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một cái miếng đất là 4 mẫu 6, cách cái đường này đi vào đó khoảng chừng 600 m. Đây ạ, đường này hiển thị trên sổ hết anh chị nhé. Thuộc ấp Suối Bình, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Thì bây giờ mời anh chị vào đất. Đó, đây là đường vào đất của chúng ta, tiêu chuẩn 8 m anh chị nhé. Từ tiêm đường ra là 4 m, mỗi bên 4 m là 8 m anh chị nhé. Đường chúng ta đi là đường của nhà nước nhá, không phải là đường của tư nhân anh chị nhé. Không phải là đường tự mở anh chị nhé, đường của nhà nước công nhận. Đó, cái miếng đất trống của chúng ta trước mặt của chúng ta ấy, là người ta cũng bán luôn. Thì cái này chút nữa video sau tôi sẽ quay cho anh chị riêng về cái miếng đất trống này. Còn bây giờ thì tôi sẽ mời anh chị vào cái đất là 4 mẫu 6, cách cái đường liên huyện khoảng chừng 600 m anh chị nhé. Thì bây giờ mời anh chị vào. Ở đây thì người ta dân ở đây, dân cư ở đây người ta trồng cao su anh chị nhé. Đường này thì ô tô vào tận đất thoải mái anh chị nhé. Đúng ra là cái đất này ngày trước á, đường nó rất là nhỏ, ô tô đi không nổi. Nhưng mà ông chủ đất này á, ông chủ đất 4 mẫu 6 này này, ông bỏ tiền ra ông ấy làm đường anh chị nhá. Bỏ tiền ra ông làm đường. Sang bên này thì người dân người ta trồng điều này anh chị. Người ta trồng điều hai bên luôn. Xung quanh dân cư ở đây sinh sống xung quanh nhé, sát đất của mình là cũng có dân cư ở, trước mặt chúng ta là có dân này và đất của mình cũng tới luôn anh chị nhé. Đó, đây là dân ở này, 2-3 hộ dân. Đó, đây bắt đầu từ đây này, bắt đầu từ cái cây này nhé, từ cây này hất lại là đất của mình 4 mẫu 6 anh chị nhé. Từ cây này hất ra là đất của hàng xóm. Đó. Và đất của mình nằm trên hai bên mặt đường. Đất cái đường của chúng ta đang đi là đường của nhà nước luôn anh chị nhé. Đường nhà nước thôi. Nhưng mà ông chủ ông chỉ làm đến đây thôi. Ông chủ chỉ làm đến cái đất của ông thôi. Đó, làm cái phần đấy thôi. Đó thì là đến đất của mình rồi anh chị nhé. Ông ấy làm đến đấy là đến đất của mình rồi, không cần phải làm vào đây. Đó. Thì đây là đất của mình. Tuy nhiên thì con đường này là đường của nhà nước anh chị nhé. Đường của nhà nước nhá. Đó. Bên đất trống này của mình luôn. Đó. Bên này vườn điều này của mình luôn. Tổng diện tích là 4 mẫu 6 anh chị nhé, 4 mẫu 6 nhé. Và chủ nó bán là 4 tỷ 4 mẫu 6 người ta bán 4 tỷ anh chị nhé. Bán 4 tỷ ha. Đó. Đất gồm có 3 sổ anh chị nhé. Hiển thị mặt đường trên sổ. Cái sổ bên này á là được hơn 100 m mặt đường. Và cái sổ bên đường này, vườn điều này là được 40 m mặt đường anh chị nhé. Đó anh chị ha. Đó. Bên vườn điều này thì mình có nhà. Bây giờ tôi vào nhà tôi quay nhà cho anh chị xem. Rất là bằng phẳng anh chị nhé. Từ đây, từ đất của chúng ta ra quốc lộ 14 khoảng 2 cây số, ra được Ủy ban Nhân dân Đồng Tiến, trường cấp 1-2, cấp 1, cấp 2, cấp 3 Đồng Tiến cũng khoảng 2 cây số anh chị nhé. Và về thành phố Đồng Xoài khoảng 7 cây, khoảng 7 cây anh chị nhé. Nhà dân thì sát bên. Đó. Đây là phần đất của mình. Đó. Bên kia là nhà dân. Đất của mình có ngôi nhà trên đất này. Ngôi nhà trên đất anh chị nhé.
Đó, đất chúng ta là có nhà trên đất nhá anh chị nhá. Đó, nhưng mà tuy nhiên thì ông chủ ông không còn ở đây nữa, ông chuyển ra ngoài thành phố ông ở rồi anh chị nhá. Đó, giờ mình quay một vòng cho anh chị xem ha. Vừa tôi quay từ ngoài đường lớn vào đây rồi. Đó, thì cái đất chúng ta thì ông chủ này ông cũng làm đường vào tận đất rồi, và đất đấy hiển thị đường trên sổ hết nha anh chị nhá, chứ không phải đường tự mở anh chị nhá, đường của nhà nước công nhận hết anh chị nhá. Đó, đây là nhà. Đó, nếu anh chị nào mua thì có nhà ở luôn anh chị nhé. Có nhà ở luôn này. Đó, có nhà ở luôn anh chị ha. Đó. Rồi, bây giờ mình nhắc lại nhé. Đất của chúng ta là 4 hecta 6, giá bán là 4 tỷ, thuộc ấp Suối Binh, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Đất gồm có 3 sổ, nằm hai bên mặt đường. Nằm hai bên mặt đường vì cái đường của nhà nước nó chạy băng qua đầu đất luôn. Thì đầu bên kia là được 100m mặt đường, và đầu bên này được 40m mặt đường anh chị nhé. Thì mọi thông tin về cái miếng đất này anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918645130 anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của công ty đầu tư phát triển CVT Land để nhận được những video mới từ chúng tôi nhé. Xin cảm ơn.